Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube và ủng hộ của mình. Vào ngày 26 tháng 11, đại diện của Việt Nam Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên với tư cách là Miss Universe Việt Nam 2021 đã chính thức bay sang Eilat, Israel để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 kỷ niệm 70 năm tổ chức. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Việt Nam. Trước đó vào ngày 20 tháng 11, trong buổi lễ công bố đại diện của Việt Nam đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Kim Duyên đã nhận được giấy chứng nhận và start từ phía ban tổ chức và Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân. Người đẹp quê Cần Thơ xúc động gửi lời cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm, hỗ trợ mình trong suốt thời gian qua. Cô nàng thấy bản thân trưởng thành hơn sau 2 năm đương nhiệm Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, đặc biệt là trong thời điểm chuẩn bị mang chuông đi đánh xứ người. Mặc dù gặp không ít khó khăn vì phải tập luyện, chuẩn bị online do ảnh hưởng của dịch bệnh, song Kim Duyên đã có sự thay đổi đáng kể về hình ảnh, kỹ năng v.v. Cô quyết tâm sẽ làm mọi người tự hào về mình khi chinh chiến quốc tế. Vô cùng đặc biệt trong sự kiện này, người đẹp quê Cần Thơ đã vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được chiếc vương miện danh giá được thiết kế riêng như một lời chúc may mắn và là món quà động viên tinh thần dành cho cô gái. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có một nàng á hậu được trao vương miện cao quý trước thềm lên đường chinh chiến. Vương miện mang tên Phoenix by IJC, vương miện của người chiến thắng, được lấy cảm hứng từ hình ảnh chim phượng hoàng, được mệnh danh là vua của các loài chim trong văn hóa phương Đông, là biểu tượng của sự may mắn, quyền lực và giàu sang. Vương miện được chế tác từ vàng trắng và hàng ngàn viên đá quý sang trọng, tượng trưng cho sự vinh quang và tài năng của người chiến thắng. Theo công bố của đơn vị chế tác vương miện là IGC, công ty trang sức đá quý Infinity, vương miện đã sử dụng 20 nhân sự tham gia chế tác với hơn 600 giờ làm việc và 3.190 viên đá quý. Trong đó có 3 viên đá quý vàng làm chủ đạo, khắc họa hình ảnh phượng hoàng trên chất liệu vàng trắng. Đơn vị này cũng chính là nhà tài trợ thiết kế vương miện cho tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sắp tới. Ngoài ra, đơn vị IJC cũng đã tặng cho Kim Duyên bộ trang sức mang tên Eastern, mặt trời của phương Đông, để cô có thể kết hợp với bộ trang phục dạ hội. Bộ trang sức Eastern được lấy cảm hứng từ những ánh mặt trời sớm mai của phương Đông, vừa ấm áp và vừa tràn đầy năng lượng. Eastern được chế tác từ những viên đá sapphire vàng lấp lánh, với thiết kế dựa theo vầng dương đang tỏa sáng, vừa ấm áp lại vừa rực rỡ, mang đến cảm giác tươi trẻ và quý phái cho người đối diện. Sau sự kiện này, nhiều khán giả cũng thắc mắc việc Kim Duyên được trao vương miện và đeo sát Hoa hậu Hoàn vũ. Điều đó có nghĩa cô chính thức trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, người kế nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân. CEO Trần Việt Bảo Hoàng, giám đốc quốc gia của Miss Universe Việt Nam, đã có chia sẻ dài trên Facebook cá nhân để giải đáp cho người hâm mộ. Nói về việc gọi Kim Duyên là Miss Universe Việt Nam 2021, anh Bảo Hoàng cho biết, đối với quốc tế, người đại diện của quốc gia dự thi cuộc thi quốc tế sẽ được gọi bằng danh xưng, tên cuộc thi đến tên quốc gia kèm số năm. Chính vì thế, việc Kim Duyên xưng làm Miss Universe Việt Nam 2021 khi sang nước ngoài thi nhan sắc là hoàn toàn hợp lý. Việc trao vương miện cho đại diện quốc gia thể hiện sự tôn trọng với cuộc thi quốc tế, phù hợp với xu thế và nâng tầm hình ảnh đại diện Việt Nam khi sánh vai cùng các đại diện sắc đẹp toàn cầu tại Miss Universe. Trước Việt Nam, nhiều quốc gia cũng thực hiện hoạt động trao vương miện cho đại diện của mình. Phía ban tổ chức cũng khẳng định hoạt động này hoàn toàn độc lập với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam. Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sắp tới, một vương miện hoàn toàn mới sẽ được chế tác và được đương kim Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân trao lại cho người kế nhiệm. Cũng trong buổi gặp gỡ, Á hậu Kim Duyên đã lần đầu tiên giới thiệu và trình diễn một trong hai bộ trang phục dạ hội chính thức mà cô sẽ sử dụng tại cuộc thi Miss Universe 2021. Bộ trang phục đến từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, lấy ý tưởng từ hình ảnh sóng nước phản chiếu ánh mặt trời sáng sớm trên sông Mekong, dòng sông chảy dài trên quê hương Cần Thơ của Á hậu Kim Duyên. Màu ánh bạc và màu vàng là hai màu chủ đạo của những thiết kế dạ hội ấn tượng cho Á hậu Kim Duyên, với form dáng đuôi cá đẳng cấp, đậm chất beauty queen, chất liệu trong suốt cùng những đường khắc khớp thắt eo táo bạo và sang trọng, phối hợp với nghệ thuật đính kết thủ công tinh xảo các loại đá Swarovski và cườm, mang đến hiệu ứng bắt mắt trên sân khấu. Tất cả sẽ tôn lên vẻ đẹp khỏe khoắn và quyến rũ của Á hậu Kim Duyên. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nói thêm, Hòa muốn thiết kế tập trung vào việc khai thác vẻ đẹp hình thể của Kim Duyên, giúp cô thể hiện được vẻ đẹp vừa quyến rũ, sang trọng, nhưng không kém phần đẳng cấp và phù hợp với vẻ đẹp của Miss Universe hướng đến. Còn nhớ hai bộ đầm dạ hội cũng của chính nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đã giúp cho Kim Duyên tỏa sáng trong hai đêm thi bán kết và chung kết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và đạt được danh hiệu Á hậu 1 và giành cơ hội đại diện Việt Nam đến với Miss Universe 2021.
với mối nhân duyên này. Đây là lần đầu tiên nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đồng ý thiết kế trang phục dạ hội cho một đại diện Việt Nam tại Miss Universe. Sau đó, Á hậu Kim Duyên đã chính thức ra mắt bộ trang phục dân tộc mang tên I Tech Home đã được công bố trước đó. Bộ trang phục lấy cảm hứng từ bánh tét lá cẩm của nhà thiết kế Kho Lỗ. Bộ trang phục gửi gắm thông điệp ý nghĩa về cuộc sống tươi đẹp, tích cực trước nhiều biến động do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Á hậu Kim Duyên mong muốn gửi lời chúc đến tất cả chúng ta. Năm nay sẽ đón một cái Tết bình yên. Bộ trang phục mang màu xanh tím chủ đạo, thể hiện món bánh tét quen thuộc của người dân miền Tây ngày Tết. Về mặt hiệu ứng, phần khung với hình ảnh bánh tét lá cẩm vô cùng hoành tráng và màu sắc rực rỡ, bắt mắt đã được gia cố chắc chắn. Phần bánh sẽ được bung xòe ngay tại điểm Kim Duyên bắt đầu tạo dáng. Tổng thể của bộ trang phục dân tộc thì Miss Universe của đại diện Việt Nam năm nay có màu sắc bắt mắt và mang thông điệp may mắn. Tuy nhiên, vì phần khung khá nặng nên khi trình diễn, Á hậu gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Kim Duyên chia sẻ, với sản phẩm thực tế, tôi còn phải tập luyện nhiều để có thể tỏa sáng trên sân khấu. Các bạn hãy tiếp tục bình chọn cho đại diện của Việt Nam thông qua ứng dụng Miss Universe để giúp cho Kim Duyên nắm chắc một vé vào top 20 chung cuộc tại đêm chung kết nhé. Vậy là Á hậu Kim Duyên và ekip đã hoàn thiện tất cả các khâu chuẩn bị để có thể chinh chiến tại cuộc thi Miss Universe năm 2021 trong 2 tuần sắp tới. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video tổng hợp này của mình về hành trình chuẩn bị của Á hậu Kim Duyên đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2021 kỷ niệm 70 năm tổ chức. Hy vọng rằng các bạn sẽ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình để đón chờ những video tổng hợp mới nhất về hành trình của Kim Duyên tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn bình chọn cho Kim Duyên thông qua ứng dụng Miss Universe trên điện thoại thông minh nhé. Đầu tiên, bạn vào ứng dụng Google Play Store trên hệ điều hành Android hoặc App Store trên hệ điều hành iOS. Bạn tìm từ khóa Miss Universe và click chọn ứng dụng Miss Universe trong danh sách hiện ra. Bạn chọn Install, tức là cài đặt, và chờ ứng dụng được cài vào máy của bạn. Sau đó, bạn chọn Open để mở ứng dụng. Giao diện của ứng dụng Miss Universe hiện ra. Bạn nhìn thanh phía dưới có tab Delegate, nghĩa là danh sách thí sinh. Bạn có thể click vào để xem qua hồ sơ của 81 thí sinh tham dự cuộc thi năm nay và có thể bình chọn ngay trên hồ sơ của thí sinh. Cách nhanh hơn để tiến hành bình chọn là bạn click vào tab Vote bên cạnh để vào giao diện bình chọn. Hình ảnh chân dung của 81 thí sinh hiện ra. Tổ chức Miss Universe cũng trang bị đồng hồ đếm ngược thời gian đến khi kết thúc bình chọn. Hiện tại, chúng ta còn khoảng 30 ngày để bình chọn cho đại diện Việt Nam. Bạn tìm đến hình ảnh của Kim Duyên ở phần cuối cùng của danh sách. Bạn click vào biểu tượng ngôi sao trên ảnh của Kim Duyên để bình chọn. Chữ My Choice và biểu tượng ngôi sao xanh hiện ra, nghĩa là bạn đã bình chọn thành công một phiếu miễn phí cho đại diện của Việt Nam. Bạn cũng có thể tiếp tục ủng hộ cho Kim Duyên với các gói đã được ban tổ chức tạo sẵn. 3 phiếu với 23.000 đồng, 20 phiếu với 115.000 đồng, 45 phiếu với 231.000 đồng, 95 phiếu với 461.000 đồng. Và cứ thế, có thêm các gói 240, 500 và 2.000 phiếu với các mức tiền tương ứng bên dưới. Ví dụ ở đây, mình chọn mua 500 phiếu với giá 2.300.000 đồng. Ô tương ứng sẽ chuyển màu vàng. Bạn tiếp tục chọn Get Vote để tiến hành bước thanh toán. Sẽ có nhiều hình thức thanh toán cho bạn lựa chọn, như thanh toán qua thẻ Visa hoặc Mastercard, thanh toán qua ví Momo hay ví ZaloPay. Dù là góp cho đại diện Việt Nam một phiếu miễn phí hay ủng hộ thêm với các gói trả phí, vẫn rất mong các bạn bỏ chút thời gian để cùng bình chọn cho đại diện Việt Nam nhé. Sau đây là những dòng giới thiệu và sự thật vui về Kim Duyên của Việt Nam. Kim Duyên là một cô gái trẻ với sự tự tin, nghị lực và khát vọng bên trong trái tim và tâm hồn mình. Là một người muốn góp tiếng nói mạnh mẽ của mình, cô muốn truyền cảm hứng cho mọi phụ nữ và trẻ em gái. Hãy tin vào sức mạnh bên trong mỗi người và tin vào giáo dục. Từ năm 2019, Kim Duyên tự hào đồng sáng lập quỹ Lan Tỏa Yêu Thương nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi ước mơ đến trường. Cô cũng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong các hoạt động cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả chương trình về HIVS và bảo vệ môi trường. Năm 2021, cô nhiệt tình tham gia đội đặc nhiệm thanh niên COVID-19 để hỗ trợ các chuyên gia y tế trong công cuộc chống lại đại dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Kim Duyên được biết đến là đại sứ của Công viên Năng lượng Mặt trời Việt Nam, nơi cô dùng tiếng nói của mình để quảng bá năng lượng bền vững với môi trường. Đây là 3 điều lý thú mà Kim Duyên tự chia sẻ. Mọi người biết đến tôi như một nữ hoàng ẩm thực. Tôi là một người thích ăn uống và tôi có thể nấu ăn rất ngon. Bố mẹ tôi từng sở hữu một quán ăn nhỏ để nuôi lớn tôi. Sau đó tôi bắt đầu kinh doanh thực phẩm nhỏ khi còn học đại học. Tôi sở hữu một điệu cười độc đáo khó quên. Và tôi đảm bảo rằng tiếng cười của tôi có thể làm cho ngày mới của tất cả mọi người trở nên thú vị hơn. Tôi yêu chó và không may đã bị chó cắn 3 lần. Tôi sợ mèo, nhưng giờ tôi đang sống với một chú mèo vì bố mẹ tôi yêu nó như thành viên thứ 5 trong gia đình.